Vở vào xịt vào là có thêm vở không? Thôi chỉ được một vở thôi anh ơi, xịt vào thì cũng chỉ được một vở thôi. Chồng thì có thể là có nhiều chồng nhưng mà vợ thì chỉ có một vợ thôi nha. Con trai thì con gái thì có quyền là lấy à không, một chồng thôi, một chồng một vợ thôi nha, vớ va vớ vẩn nha, một chồng một vợ thôi nha, một vợ một chồng thôi nha. Chủ tịch nói xịt mấy set rồi mà chưa thấy gì à? Đúng rồi, ai xịt vào cũng có người yêu trừ chủ tịch. Chủ tịch vợ đầy, chủ tịch 20-30 vợ, vợ đầy bảo vợ không có vợ. Nghe lời miêu tả trai lady mà phải lấy ra xịt một phát để xem đúng không, ha ha. Hành hoa chị thấy thơm không chị Hành ơi? Em thích mùi đấy nhất. Đừng hỏi nữa, lề lại liên thoa liên thuyên. Em mua 4 chiếc vần ế này bắt đền chủ tịch nhé, mà áo mặc cực thích chị à. Cảm ơn chị Thanh Thanh. Không biết sao nghe thấy giọng chị hay hay, giọng em chua lè chua lét, chua mà đến kiếm được mà mọi người cắt cắt xong mình không dám nghe lại cái giọng của mình nữa, không hiểu sao mình cảm thấy vâng ạ. Mình cảm thấy nó chua, chua lắm. Nghe bài lá anh đi. Mình mua 6 cái vần ế này, thế thì anh phải mua 10 chiếc, 10 cái thì mới mới hết ế. Không chua đâu chị ơi, nhưng mà sao chua lắm. Ngoài đời dòng không như này đâu nha. Ngoài đời dòng nó như nào nhỉ? Ngoài đời là dòng trầm ấm, dòng kiểu nhẹ nhàng trầm ấm, không bao giờ chửi chồng. Nhưng mà không không hiểu sao nghe trên live này như kiểu mà chửi chồng nhiều lắm ấy. Nghe chua 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 loét rồi. Yêu chung vẫn trầm một mà trời ơi, anh Phạm Duy Tuấn đây. Cái câu hay nhất trong ngày hôm nay. Nghe bài hẹn ước từ hư vô đi, để mình hẹn ước từ hư vô. Từ hư vô của Hòa Mi tóc nâu. Đây mình bật rồi đấy, mình bật bài hẹn ước từ khiếp. Cái cốc chè mà ăn từ từ mấy ngày rồi mà chưa hết, chắc để mai ăn tiếp. Hai chị em chủ tịch nói chuyện kiểu nhận nhà giống nhau ghê. Chủ tịch phải nói giọng kiểu của chủ tịch phải nhận nhà như này. Đùa chứ, dòng bọn em dòng Nghệ An là nó sẽ như này ấy. Cho mình ăn. Nhật lệ hay ra rẻ lắm. Xong mình sẽ nghe bài Ngoài 30. Lệ Anh chè của Chip Garden đúng không? À, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi chị ơi. Mắc cả mắc à. Lệ mà chưa lấy chồng chắc nhiều anh mua ảo lắm. Anh Hưng, anh nói câu đúng thế. Nghệ An có đặc sản gì à? Nghệ An có lươn.
con lươn to đùng cái này, ai khi nào ai về nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ai ai vào cửa lò chơi không? Ai vào cửa lò chơi không mọi người ơi? Từ vào lễ bữa trước tất niên quang lịch so tưởng lễ chành không muốn nói giờ thì nói hơn vẹt. Lúc đấy là mình mới ra, mình chưa quen ai, mình không quen ai ở đấy hết, mình chỉ đi với bố mẹ với là anh Hoàng thôi, mình không quen ai cho nên là mà cũng không ai nói chuyện với mình, không ai nói chuyện với mình hết, cho nên là mình ngồi kiểu không có ai nói chuyện thì mình làm sao mà nói chuyện được. Mặt bàn đi bị chi chi rồi hề, cứ bị đẹp ra ri là không được. Ôi trời ơi, tên gì? Tối nay chắc mình không ngủ được mắt. Biết hát bài, biết bài ấy ai sáng tác không? Bài này á? Bài này ai sáng tác? Bài này là của Mỹ Tâm nhưng mà mình không biết là ai sáng tác. Anh sáng tác hả? Anh Bắc Đỗ. Của Phan Mạnh Quỳnh nha. Lúc đó em tưởng chỉ lời nghiêm túc lắm ha ha. Không, mình nghiêm túc mà. Mình lúc nào cũng ra rẻ như thế đấy mọi người ơi. Mình lúc nào gặp mới gặp lần đầu mình hay kiểu nghiêm túc, không phải chảnh đâu nha. Ai hỏi thì mình vẫn nói chuyện bình thường, không phải chảnh đâu nha. Mà mình cứ hay ra rẻ theo kiểu mấy cái bình luận khen bà đẹp là bà đọc hết. Không phải chảnh các kiểu đâu nha, mà mới gặp lần đầu ấy, không ai nói chuyện ấy thì mình không dám bắt chuyện. Mình hay ra rẻ lắm. Nhưng mà cứ thử quen mình xem, cứ thử chơi với mình xem. Đâu? Bây giờ cái bài gì mà của bạn bạn gì rapper trẻ trẻ nhỉ? Bài gì mà